khi nào có duyên chị em mình để gặp được nhau chị Vân Anh nhỉ? Tại chị cũng thỉnh thoảng ra, cũng đi ra hả? Thỉnh thoảng ra đổi không khí đúng không chị ạ? Thỉnh thoảng ra đổi không khí đúng không? Thỉnh thoảng chị vẫn ra. Vân Anh chào. Một chấm là say đắm, hai chấm là ngất ngây. Mình ngồi mình nói chuyện này không biết có giảm được cân không nhỉ? Chào anh Lô Nguyễn nha. Hello anh đã chuẩn bị ăn cơm chiều chưa?